Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay, ngày 9 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, cùng những tin tức thời sự trong tỉnh Hưng Yên, trong nước và quốc tế cập nhật. Trước thềm năm mới, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công ty Điện lực Hưng Yên. Thăm chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đánh giá cao kết quả công tác và đóng góp của lực lượng vũ trang tỉnh những năm qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy, thực hiện nghiêm mệnh lệnh các cấp về sẵn sàng chiến đấu và cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối người và trang thiết bị trong mọi lĩnh vực công tác. Trước mắt tập trung tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối các điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Thăm chúc Tết Công ty Điện lực Hưng Yên, đồng chí Bí thư nhấn mạnh, điện lực luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, nhất là Hưng Yên trong quá trình thu hút công nghiệp nhiều như hiện nay. Sản lượng điện năm tới chắc chắn sẽ tăng cao, vì thế công ty cần có kế hoạch, chiến lược nhằm đảm bảo đủ, ổn định nguồn cung, an toàn trong quá trình vận hành. Cùng với các nhiệm vụ chuyên môn trước mắt tập trung cùng các địa phương giải phóng mặt bằng đường dây 500 kV. Ngày 9 tháng 2, tức ngày 30 Tết, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên và Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Tới chúc Tết cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên công ty trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh, bảo đảm môi trường cảnh quan đô thị. Đồng thời đề nghị cán bộ công nhân, người lao động công ty tiếp tục tập trung cố gắng thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. Trước mắt cần hoàn thành tốt kế hoạch phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, góp phần cho thành phố Hưng Yên ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết cán bộ y bác sĩ và tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Nhằm động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 30 Tết, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, đội ngũ y bác sĩ và người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tại Công an tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh đạt được trong năm 2023, cũng như kế hoạch trực phục vụ Tết của các đơn vị. Đồng chí yêu cầu các đơn vị cần bố trí lực lượng sẵn sàng chiến đấu đầy đủ nghiêm túc, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đốt pháo trái phép tại các địa phương. Thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của các y bác sĩ, người lao động và kết quả đã đạt được của bệnh viện trong thời gian qua. Chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí đã tặng quà, chúc đội ngũ y bác sĩ cùng gia đình đón mùa xuân an lành và hạnh phúc. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm tặng quà các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đêm giao thừa, các lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông thông suốt cho nhân dân du xuân đón chào năm mới. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, trong đó có nhiều đơn vị sẽ không nghỉ Tết mà tổ chức thường trực 24/24 giờ và tăng cường công tác tuần lưu kiểm soát kể cả đêm giao thừa và 3 ngày Tết nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Ngoài công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trên các tuyến giao thông. Các tổ công tác cắm chốt và tuần tra lưu động trên các tuyến đường để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn, tập trung vào các đối tượng thanh thiếu niên lạng lách đánh võng, đua xe gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Được đầu tư gần 20 tỷ đồng, đường hoa xuân Tết Giáp Thìn tại thành phố Đà Nẵng đã chính thức được đưa vào phục vụ người dân và du khách tham quan, du xuân, thưởng lãm. Với chủ đề con rồng cháu tiên, đường hoa xuân Đà Nẵng năm nay có 15 vị trí trang trí hoa và 6 vị trí trang trí điện chiếu sáng, tạo nên một đường hoa rực rỡ sắc màu và độc đáo. Trong đó, tượng rồng thời Lý mang tên Khát vọng Việt Nam làm bằng gốm Bát Tràng cao 5 mét với 1.000 mảnh ghép là điểm nhấn ấn tượng của đường hoa năm nay, với thông điệp kế thừa giá trị truyền thống và phát triển hùng cường. Được đầu tư gần 20 tỷ đồng, đường hoa xuân tại Đà Nẵng được thực hiện theo hướng xã hội hóa từ khâu tìm kiếm ý tưởng, thiết kế và thi công. Đây cũng là năm thứ 10 Đà Nẵng tổ chức đường hoa để tạo điểm nhấn cho thành phố trong những ngày Tết.
Trong khi đó, đường Hoa Xuân Nguyễn Huệ Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc, mở cửa đón hàng nghìn người dân, du khách tới thưởng lãm, chụp hình và check-in. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 với chủ đề Xuân yêu thương Tết sum vầy gồm 3 phân đoạn như 3 tổ khúc trong bản hòa âm sắc màu đa cung bậc, từ khúc thoại đầu nguồn cội quê hương đến quãng cao trào băng sông vượt biển và khúc hạ màn vươn mình hội nhập. Đường hoa năm nay gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật dòng úa lượn ngoạn mục với tên gọi Lưỡng Long Triều Liên, dài hơn 100m, lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên đường hoa Nguyễn Huệ. Dịp Tết Nguyên đán, tình trạng lừa đảo trực tuyến xảy ra thường xuyên và khó lường hơn. Sau đây là những lưu ý giúp người dùng có thể phòng tránh lừa đảo trên mạng xã hội do Meta, công ty sở hữu mạng xã hội Facebook vừa chia sẻ. Thứ nhất, thiết lập xác thực 2 yếu tố. Việc này sẽ giúp người dùng bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho tài khoản trực tuyến của mình, giảm nguy cơ truy cập tài khoản trái phép. Thứ hai, xác thực trước khi gửi tiền hoặc thông tin cá nhân, hãy thận trọng khi tiếp cận những người không quen biết và tránh chia sẻ những thông tin nhạy cảm hoặc thực hiện giao dịch tài chính với người lạ. Thứ ba, người dùng hãy sử dụng tính năng báo cáo bằng cách nhấp vào 3 dấu chấm trên bài đăng khi bắt gặp nội dung đáng ngờ. Hành động này sẽ giúp Meta xác định và thực hiện các biện pháp chống lừa đảo. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thế giới vừa trải qua tháng 1 nóng nhất trong lịch sử, hệ quả của biến đổi khí hậu. Đây là nhận định vừa được cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu EU đưa ra. Theo cơ quan trên, tháng 1 vừa qua đã vượt kỷ lục của tháng 1 năm 2020 để trở thành tháng 1 nóng nhất từng được ghi nhận kể từ khi các dữ liệu được ghi lại từ năm 1950. Đây cũng là tháng thứ 8 liên tiếp ghi nhận nhiệt độ ở mức cao kỷ lục với nền nhiệt cao hơn 1,66 độ C so với mức trung bình trong giai đoạn 1850 tới 1900, thời kỳ tiền công nghiệp. Các khu vực Tây Bắc Phi, Trung Đông, Trung Á và miền Đông Canada cùng Nam Âu đều ghi nhận nhiệt độ trong tháng 1 ở mức trên trung bình. Tuy nhiên, nhiệt độ ở Bắc Âu và miền Tây Canada và miền Trung nước Mỹ lại ở dưới mức trung bình. Cũng theo cơ quan Copernicus, trái đất đã lần đầu tiên trải qua giai đoạn 12 tháng có nền nhiệt cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Với sự thúc đẩy của hiện tượng El Nino, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng các đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng trên khắp hành tinh, khiến năm 2023 có thể là năm nóng nhất từng ghi nhận trong 100.000 năm qua. Trong đó, liên tiếp từ tháng 6 cho đến hết năm 2023, tháng nào cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử so với các tháng cùng kỳ của các năm trước đó. Icon of the Seas hay biểu tượng biển cả, siêu du thuyền lớn nhất thế giới đã cập cảng Mexico, chặng dừng chân tiếp theo trong lần ra khơi tới nhiều địa điểm xung quanh khu vực Caribe. Được ví như thành phố nổi khổng lồ trên biển, Icon of the Seas là siêu du thuyền của hãng tàu biển Royal Caribbean International. Khởi hành từ Miami, siêu du thuyền đã cập cảng Quintana Roo, bang cực đông của Mexico. Hành khách trên tàu đã xuống cảng để thưởng thức và khám phá vẻ đẹp của làng chài ven biển Mahan Juan của Mexico suốt một ngày trước khi nhổ neo đến Cozumel, một hòn đảo cũng thuộc Mexico nằm trên biển Caribe. Với chiều dài 365m, rộng 65m và có tới 20 boong, Icon of the Sea được cho là có kích thước gấp 5 lần con tàu huyền thoại Titanic. Tàu có sức chứa 8.000 hành khách và thủy thủ đoàn với nhiều tiện ích gồm các khu phố, quán bar, bể bơi vô cực. Trước đó, danh hiệu tàu du lịch lớn nhất thế giới thuộc về Wonder of the Seas cũng thuộc đội tàu của Royal Caribbean. Chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, một ngôi chùa thị trấn ven biển Zenjarom ở bang Selangor của Malaysia đang thu hút sự quan tâm của nhiều người với những hoạt động trang trí bắt mắt. Đáng chú ý trong số đó là chiếc đèn lồng mô phỏng hình một con rồng khổng lồ. Đến Phật Quang Sơn Đông, Thiền Tự, khách tham quan không khỏi choáng ngợp khi đứng trước mô hình con rồng khổng lồ với hình dạng uốn lượn này. Không chỉ vậy, trong khuôn viên của ngôi chùa có trưng bày nhiều chiếc đèn lồng khác. Chúng kết hợp với nhau tạo nên không gian lung linh, kỳ ảo, thu hút nhiều người đến thưởng lãm khi đêm xuống. Phật Quang Sơn Đông Thiền Tự đã duy trì truyền thống trưng bày đèn lồng đón Tết Nguyên đán từ năm 2004 đến nay. Mỗi năm, nơi này lại trang trí theo một chủ đề khác nhau, dựa theo con vật đại diện cho từng năm. Hoạt động này thu hút hàng nghìn lượt du khách đến viếng chùa hàng năm. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.